Phó Tổng biên tập báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Hiền gửi đơn tố giác bà Phương Hằng. Đúng như đã hẹn, Vi Oanh lên tiếng đáp trả bà Phương Hằng, lần đầu hé lộ profile khủng của ông xã, hóa ra là cái đồ có nổi 1.000 tỷ. Huyện Thanh Trương khẳng định phối hợp bài bản với đoàn từ thiện Thủy Tiên. Vạch mặt những chiêu trò lập lờ đánh lận con đen để chống phá. Quý vị đang đến với tin tức cập nhật trên kênh tin tức Việt. Những tin tức nóng hổi nổi bật nhất trong ngày sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị khán giả ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 26 tháng 10, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương. Trong đơn, ông Hiển cho biết trong hơn 24 năm công tác trong lĩnh vực báo chí, ông luôn nỗ lực đóng góp cho sự hoàn thiện pháp luật, đấu tranh cho những số phận oan sai, phản ánh bức xúc của người dân. Tuy nhiên, suốt 4 tháng qua, những giá trị mà ông nỗ lực xây dựng đã bị xâm hại nghiêm trọng bởi những đoạn live stream của bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Hiền khẳng định những nội dung bà Hằng nói về ông hoàn toàn là bịa đặt vu khống. Theo ông Hiền, bà Hằng đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để vu khống làm nhục ông cũng như là báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan mà ông làm việc, Hội Nhà báo Việt Nam. Sự việc bắt đầu kể từ khi ông trả lời phỏng vấn với báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam VOV về các phát ngôn thiếu chuẩn mực của bà Hằng trên các nền tảng mạng xã hội với chủ đề không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng. Ông hiền cho rằng nội dung chính của bài phỏng vấn là quan điểm nhận định pháp lý của cá nhân ông đối với hành vi của bà Hằng phù hợp với các quy phạm pháp luật dựa trên góc độ nghiên cứu trao đổi học thuật và quy định của pháp luật báo chí nhưng bà hằng đã cho rằng bài phỏng vấn trên của ông thể hiện sự công kích gán ghép quy buộc cho bà phải đi tù từ đó bà hằng sử dụng các ngôn từ nhục mạ bịa đặt vô khống xúc phạm danh dự nhân phẩm của ông và vợ ông điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông và gia đình kéo theo nhiều hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng bà hằng đã nhắm vào tính tò mò sự bất bình về lòng tin của dư luận để tạo ra sự chấn động tiêu cực trong cộng đồng khai thác các giá trị mạng xã hội để phục vụ cho lợi ích của cá nhân mà cố ý bỏ mặc các tác động tiêu cực của nó mang lại như các lời lẽ thô tục thiếu đạo đức đi ngược với giá trị xã hội thóa mạ vu khống người khác gây hoang mang trong dư luận gây chiến tranh tâm lý chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân kích động người khác thậm chí còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em Tôi là nhà báo, là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, là phó tổng biên tập báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Việc bà Hằng xúc phạm vô khống cá nhân tôi và các hoạt động nghề nghiệp của tôi đã trực tiếp gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường và uy tín của các tổ chức mà tôi là thành viên. Nhiều tin nhắn, bình luận của người đọc, người xem dưới các bài viết và đoạn phim của bà Hằng đã thể hiện sự công kích tiêu cực khi xỉ vả tôi, cơ quan báo chí và các nhà báo chính quyền trong thời gian dài, ông Hiền viết. Ông Hiền cho rằng hành vi của bà Hằng đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông, thỏa mãn dấu hiệu tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Từ đó, ông Hiền đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án khởi tố bị can nhằm điều tra hành vi phạm tội xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ông xã Vy Oanh là doanh nhân nổi tiếng, sở hữu khối tài sản lớn. Đúng như đã hẹn, tối ngày 26 tháng 10, Vi Oanh đã tung dòng trạng thái dài nhằm đáp trả loạt ý kiến trái chiều từ Netizen. Nữ ca sĩ cũng tuyên bố đối đầu trực diện với Phương Hằng và bày tỏ sự bức xúc sau những thông tin tiêu cực thiếu bằng chứng xác thực từ phía của nữ doanh nhân. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu Vi Oanh hé lộ thân thế khủng của ông xã. Được biết, ông xã Vi Oanh hiện đang công tác trong ngành cảng biển. Giọng ca đồng xanh cho biết hiện tại ông xã cô chính là đồ có nổi 1.000 tỷ. Bà bảo tôi là cái thứ không có nổi một nghìn tỷ. Tôi tin tầm tuổi 37 của tôi bây giờ, bà chắc chắn cũng không có nổi một nghìn tỷ nhỉ. Nhưng chồng tôi thì khác đấy, đó là lý do mấy việc rác của đàn bà chồng tôi không có thời gian xem nhé. Nên khi bà kiếm chuyện, cố lôi chồng tôi ra, ra giả chửi cả tháng trời, dù chồng con tôi không liên quan, ông xã tôi vẫn không chấp chuyện đàn bà. Nhưng tôi thì lại không, tôi không bao giờ lùi bước trước ác nhân nhé, vị oanh bức xúc. Theo đó, chồng Vi Oanh là doanh nhân, sinh năm 1970. Trước đây, anh là kỹ sư xây dựng, sau đó hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Đến hiện tại, ông xã Vi Oanh sở hữu khối tài sản khủng, gồm hàng loạt bất động sản giá trị cả trong và ngoài nước. Sau khoảng thời gian sinh sống và làm việc tại nước ngoài, hiện tại anh có thể nói thông thạo ba ngôn ngữ Anh, Trung, Nhật. Trong tổng số 102 triệu đồng đoàn từ thiện Thủy Tiên trao ngoài danh sách cho người dân, huyện Thanh Trương, Nghệ An vẫn đang cho giả soát. Trước khi trao quà, huyện đã lên danh sách cụ thể cho đoàn. Chiều ngày 26 tháng 10, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hòe, Phó Phòng Điều hành Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thanh Trương cho biết, sau khi báo cáo Bộ Công an về danh sách những người dân đã được nhận tiền hỗ trợ lũ lụt năm 2020 từ đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên, huyện đã gửi thông báo đến các xã tiếp tục giả soát những người được nhận tiền nằm ngoài danh sách. Cũng theo ông Hòe, các đoàn từ thiện về các địa phương hỗ trợ lũ lụt hay thiên tai thì cần phối hợp với mặt trận tổ quốc các cấp ngay từ lúc đầu. Khi có danh sách cụ thể thì sẽ dễ dàng làm việc. Đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên khi về địa phương được triển khai rất bài bản từ chính quyền, các đoàn thể và tổ chức. Chỉ còn số tiền đoàn hỗ trợ bên ngoài danh sách được lập từ trước. Do không ghi chép đầy đủ nên phải tìm ngược lại. Sắp tới sẽ có báo cáo đầy đủ ông Hòe chia sẻ. Về việc nhà tài trợ xây dựng hai cây cầu, mua 20 chiếc thuyền cho các xã trên địa bàn huyện Thanh Trương, ông Hòe cho biết huyện chỉ nhận bàn giao khi công trình đã hoàn thành cùng hiện vật. Nhà tài trợ tự thuê thiết kế thi công nên huyện không giám sát, ông Hòe khẳng định. Trước đó, như thông tin đã đưa, ngày 12 tháng 11 năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trương xác nhận vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh trao cho huyện số tiền 6,889 tỷ đồng. Theo xác nhận, trao cho các gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ là 5,189 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hai cây cầu dân sinh trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ các xã thường xuyên bị ngập 10 chiếc ruồng dân sinh trị giá khoảng 200 triệu đồng. Tuy nhiên, trong giả soát mới đây, tổng hợp từ 25 xã thị trấn có 520 hộ được hỗ trợ với tổng số tiền là 5,087 tỷ đồng. Ngoài ra, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ hai xã Thanh Sơn và Thanh Mỹ xây hai cầu dân sinh với tổng số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng và 20 chiếc ruồng cho 20 xã với số tiền khoảng 200 triệu đồng. Số tiền báo cáo thuộc 520 hộ dân có danh sách cụ thể, riêng số tiền xây dựng hai cây cầu dân sinh và mua 20 chiếc thuyền thì huyện Thanh Trương không giám sát trực tiếp. Như vậy, so với số tiền Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trương xác nhận ngày 12 tháng 11 năm 2020 là 6,889 tỷ đồng. Tổng số tiền mà huyện Thanh Trương sau giả soát đã báo cáo với Bộ Công an chỉ có 6,787 tỷ đồng, ít hơn số xác nhận 102 triệu đồng. Thực tế, hiển nhiên tại nước ta cho thấy hoàn toàn không có những ai gọi là đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, đấu tranh cho tự do ngôn luận, bị bắt giữ, truy tố và xét xử theo quy định của pháp luật thế nhưng vẫn có những đối tượng tổ chức cố tình tung tin thất thiệt tin giả xuyên tạc bóp méo sự thật hòng giờ chiêu trò lập lời đánh lận con đen hòng toan tính vừa kêu oan cho những kẻ vi phạm pháp luật vừa lợi dụng để chống phá ngành tư pháp chống phá đảng và chế độ ta đổi trắng thay đen biến kẻ vi phạm pháp luật thành người hùng trên mạng xã hội thời gian qua, thấy từ các trang Facebook, Youtube cá nhân cho tới các trang fanpage của các tổ chức thiếu thiện trí, chống đối, phản động, rộ lên những thông tin tung hô, cổ suý cho các đối tượng vi phạm pháp luật đang bị bắt tạm giam, chờ ngày ra tòa xét xử, hay những đối tượng đã bị kết án trong phiên tòa sơ thẩm. Trong những đối tượng này, thấy nổi lên mấy cái tên quen thuộc lâu nay như Phạm Thị Đoan Trang, Cấn Thị Theo, Trịnh Bá Từ. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên các thế lực thù địch phản động chống đối bất mãn cơ hội chính trị lại đồng loạt cùng đồng thanh tán dụng các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật đã bị bắt giữ hoặc đã bị đưa ra xét xử. Họ đồng loạt giấy lên những thông tin như vậy trong bối cảnh các đối tượng vi phạm pháp luật như Phạm Thị Đoan Trang, Cấn Thị Theo, Trịnh Ba Tư sắp bị đưa ra xét xử sơ thẩm hay phúc thẩm. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mới đây ra thông báo cho biết cơ quan này quyết định ngày 4 tháng 11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Thị Đoan Trang, sinh năm 1978, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội về tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đối tượng Phạm Thị Đoan Trang đã bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can và chủ trì phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam hồi tháng 10 năm 2020 về cùng tội danh này. Trong khi đó, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cũng lên kế hoạch đưa ra xét xử phiên phúc thẩm về tội danh làm tàng trữ, phát tán tài liệu tuyên truyền chống nhà nước đối với Cấn Thị Theo sinh năm 1962 và Trịnh Bá Tư sinh năm 1989 là con trai của Cấn Thị Theo, cùng chú tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Cấn Thị Theo và Trịnh Bá Tư đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình trong phiên tòa hồi tháng 5 năm 2021 tuyên phạt mỗi bị cáo 8 năm về tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế nên có thể thấy rõ là việc các thế lực phản động chống phá đồng loạt tung hô cổ suý cho Phạm Thị Đoan Trang, Cấn Thị Theo, Trịnh Bá Tư là những chiêu trò lập lờ đánh lận con đen, thậm chí trắng trợn, đổi trắng thay đen nhằm biến những kẻ vi phạm pháp luật thành những người hùng của cái gọi là đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, đấu tranh cho tự do ngôn luận, đấu tranh cho dân oan. Từ các tổ chức khủng bố như Việt Tân cho tới các trang thiếu thiện trí với Việt Nam như RFA, VOA, đến các phần tử chống đối bất mãn cơ hội chính trị như một dàn đồng ca đồng loạt chia sẻ lên mạng xã hội như Facebook, YouTube những thông tin sai sự thật xuyên tạc bịa đặt hòng chạy tội cho các đối tượng sắp phải ra tòa về các hành vi vi phạm pháp luật. Không chỉ nhằm tẩy trắng tội lỗi hay kêu oan cho những kẻ vi phạm pháp luật, chúng còn đồng thời nhắm tới mục đích xấu xa hơn, thâm hiểm hơn là bôi nhọ ngành tư pháp nước ta, chống phá Đảng và nhà nước ta tỉnh táo, cảnh giác để góp phần làm thất bại các âm mưu chống phá. Chẳng ai còn lạ gì mưu đồ xuyên suốt chống phá đảng, nhà nước và nhân dân ta của các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử bất mãn cơ hội chính trị. Trong đó, chúng luôn lợi dụng những cái gọi là tù nhân lương tâm, đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, đấu tranh cho tự do ngôn luận, báo chí, nhằm xuyên tạc, vô cáo tình hình dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, gây hoài nghi, phân tâm, hoang mang, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực tế sống động tại nước ta khẳng định ở việt nam hoàn toàn không có cái gọi là tù nhân lương tâm hay những người bị bắt truy tố và xét xử do đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tự do ngôn luận mà chỉ có những đối tượng vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng điều tra bắt giữ truy tố xử lý theo quy định của pháp luật tù nhân lương tâm hay nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ nhân quyền mà các thế lực thù địch phản động nêu ra về bản chất là sự đánh cháo khái niệm nhằm cổ suý cho những kẻ đội lốt dân chủ nhân quyền vi phạm pháp luật bị xét xử kết án và phải chấp hành hình phạt tù. Những bằng chứng pháp lý mà các cơ quan tố tụng đưa ra để khởi tố bắt tạm giam bị can Phạm Thị Đoan Trang hay truy tố kết án Cấn Thị Theo, Trịnh Ba Tư, cho thấy rõ những đối tượng này đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng mạng xã hội để soạn thảo, tán phát, các thông tin, tài liệu chống phá nhà nước, lợi dụng danh nghĩa đấu tranh dân chủ, nhân quyền, chống tiêu cực, từ thiện, môi trường, tuyên truyền chống phá chính quyền. Trả lời phỏng vấn báo, đài, nước ngoài với nội dung xuyên tạc tình hình Việt Nam, vô cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền. Vì thế, việc các đối tượng này bị xử lý là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế có thể khẳng định các đối tượng như Phạm Đoan Trang hay truy tố kết án Cấn Thị Theo, Trịnh Bá Tư hoàn toàn không có cái gọi là những nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận hay tù nhân lương tâm, mà chính là những đối tượng vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng truy tố xử lý theo đúng quy định. Do vậy, mỗi người cần nâng cao nhận thức, tỉnh táo, cảnh giác trước những các chiêu trò lập lờ, đánh lận con đen, thâm hiểm, để góp phần đấu tranh làm thất bại các âm mưu thủ đoạn chống phá đất nước ta của các thế lực thù địch phản động nhằm bảo vệ sự ổn định chính trị, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh thông tin nhanh chính xác trung thực tin tức Việt. Ngay sau đây mời quý vị đến với thông tin kế tiếp.